Chào các em, hôm nay thì trò chúng ta bước qua cái phần khó nhất và cũng là phần chính yếu của chương trình lớp 12, đó là phần dòng điện xoay chiều. Thì trước tiên thầy nhắc lại những kiến thức cơ bản về cách tạo ra dòng điện xoay chiều cũng như những đại lượng mà các em cần quan tâm trong cái toán về dòng điện xoay chiều, từ cơ bản tới nhận biết, thông hiểu và vận dụng nâng cao, tập trung vào phần dòng điện xoay chiều của lớp 12. Thì trước tiên các em nhớ lại cái nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Một cái khung dây đặt trong một cái trục trường nệm, cái vector cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, n là vector pháp tuyến của mặt phẳng khung, góc giữa vector cảm ứng từ và vector pháp tuyến gọi là góc alpha. Khi khung quay với tần số góc omega, quay đều với tốc độ góc omega, thì lúc đó từ thông vững qua khung nó biến thiên, nó dẫn đến trong khung sinh ra một suất điện động cảm ứng. Nếu khung kính thì trong khung sẽ sinh ra dòng cảm ứng, và đó là dòng điện xoay chiều. Đó, kèm nhớ tổng quát, kèm có từ thu phi bằng phi không. Thì lúc đó dòng điện xuất dòng cảm ứng, kèm nhớ lại công thức theo định luật Lenz, sinh ra xuất dòng cảm ứng trừ d phi trên dt, và nó bằng e không. Đấy. Trong đó cái quan hệ về pha, pha của xuất điện động nó chậm pha hơn của từ thông một góc đi trên hai. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái từ thông cực đại là nó bằng b n s. N là số vòng, s là diện tích của mặt khung, b là độ lớn cảm ứng từ. Xuất điện động e cũng có giá trị cực đại bằng phi không nhân omega. Đặt kèm chú ý, nó cùng một tần số nốt, nó lệch pha nhau bên trên hai. Cụ thể, xuất điện động chậm pha hơn từ thông một góc bên trên hai. Cái từ thông biến thiên qua một khung dây, thì trong khung dây đó mới sinh ra xuất điện động cảm ứng. Đây là công thức xác định từ thông cực đại và xuất điện động cực đại, gọi là giá trị hiệu dụng. Mà chỉ có xuất điện động cực, xuất điện động hiệu dụng, dòng điện hiệu dụng, hiệu điện thế hiệu dụng, chứ không có công suất. Đã các em chú ý, hiệu dụng là cái giá trị do tác dụng nhiệt của dòng điện, từ tác dụng nhiệt của dòng điện mà sinh ra giá trị hiệu dụng, là cái giá trị các em thấy được trên các số đo vôn kế, ampe kế của dòng xoay chiều. Thì tương tự, cái biểu thức tổng quát y bằng y không cos omega t cộng phi, thì hiệu điện thế của cái dòng xoay chiều đó nó có dạng u không cos omega t cộng phi u. Trong đó cái pha ban đầu của điện thế và của dòng điện nó tùy thuộc vào bản chất của mạch điện. Mà trong chương trình các em học có 3 loại linh kiện: điện trở, cuộn dây thuần cảm hoặc cuộn dây có điện trở và tụ điện C. Chỉ có 3 linh kiện đó, và tùy vào sự sắp xếp 3 linh kiện đó mà các em có độ lệch pha của U và Y nó khác nhau. Còn Y không và U không, đó là cái giá trị cực đại tương ứng của nó. Giá trị cực đại tương ứng của nó. Trong chương trình, thầy chỉ tóm tắt và đi lướt qua các phần tử của mạch điện. Đối với mạch điện, chỉ có điện trở R, thì U và Y bao giờ cũng cùng pha nhau. Đó là cái chú ý, U Y cùng pha nhau. Và trong mạch điện, người ta dùng thêm một cái kiến thức gọi là giãn độ vector resonance. Từ cái giãn độ vector resonance
mà các em sử dụng để giải một số toán về mặt điện, biểu diễn các đại lượng tức thời bằng các đại lượng vector, trục dòng điện nằm ngang bao giờ cũng là trục y, và u hai đầu điện trở bao giờ cũng cùng phai với y luôn luôn. Cho nên về giá trị hiệu dụng, UR bao giờ cũng bằng y nhân R, tức thời cũng vậy, cực đại cũng vậy. Trong mối quan hệ giữa cực đại và hiệu dụng, U cực đại bằng U hiệu dụng nhân căn 2, y cực đại cũng bằng y hiệu dụng nhân căn 2, nó lệch nhau căn 2 lần. Giá trị hiệu dụng như thầy nói là những giá trị có trình các số đo của vôn kế hoặc âm bề kế, đó là dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, dựa vào tác dụng nhiệt của điện mà sinh ra các giá trị hiệu dụng. Đó là phần lý thuyết các em đã học. Ở đây là chỉ tóm tắt lại những mặt cơ bản. Mạch điện chỉ có R thì các em cần nhớ những yếu tố như trên. Mạch điện chỉ có tụ có điện dung C thì lúc đó các em có một cái trở, người ta gọi là cảm kháng, dung kháng, được tính theo công thức 1 trên C omega, và nó cũng là đơn vị ohm vì nó cũng là một loại trở dung kháng. Và cái tính tức cản trở dòng điện càng lớn, như các em thấy, nếu tần số dòng điện càng bé hoặc điện dung càng bé, nếu điện dung lớn hoặc tần số lớn thì dung kháng lại nhỏ, nó là ít cản trở dòng điện. Đó. Và độ lệch pha của U và của Y, U nó là chậm pha đi một góc bi trên hai, một góc bi trên hai. Nếu về giãn độ trục dòng điện thì UC nằm phía dưới, nó chậm hơn một góc bi trên hai, nằm trên là nhân, nằm dưới là chậm, trừ trên hai. Là thêm chú ý, và đồng thời nó không có thỏa điều kiện này. U hiệu dụng, Y hiệu dụng, U cực đại vẫn thỏa điều kiện U bằng Y nhân ZC, nhưng giá trị tức thời nó không thỏa mãn. Lý do vì nó lệch pha nhau một góc bi trên hai, mà các em lại có hệ thức U trên U không bình cộng Y trên Y không bình bằng một. Sự vuông pha của Y và của U giống như vận tốc và ly đổi, giống như gia tốc và vận tốc. Đó, nó có sự quan hệ vuông pha giữa các đại, vì nó cũng là đại lượng dao động điều hòa, cho nên các bài toán về dao động điều hòa đối với giá trị tức thời các em vẫn sử dụng được trong toán điện. Mạch điện dưới một phần tử cuối cùng đó là cuộn cảm thù, chỉ có độ tiền cảm lợi thì lúc đó sinh ra cảm kháng gọi là ZL, L omega, nó cũng là một dạng trở. Tầng càng lớn, độ tiểu cảm càng lớn thì cảm kháng càng lớn, mà ngược lại nó tỷ lệ nghịch với độ tiểu cảm và tầng số. Các cái quan hệ về điện áp, về trọng điện vẫn thỏa điều kiện về giá trị hiệu dụng và cực đại, nhưng giá trị tức thời thì không, bởi vì U bây giờ nó nhanh phai đi một góc bi trên hai về mặt đồ thị, trục dòng điện, và UL nó nhanh hơn bi trên hai, và nó cũng phải điều kiện về đại lượng vuông pha, biểu thức giữa giá trị tức thời và giá trị cực đại. Đó là các phần tử một mặt điện. Bây giờ thầy sẽ minh họa em qua một số ví dụ về phần đại cương dòng điện. Thầy minh họa các em bằng cái đề thi đại học năm 2012, toán cho một phần tử ta đặt một điện thế xoay chiều và hai đầu một tụ điện, ta nhận thấy tại một thời điểm t nào đó, khi điện áp tức thời hai đầu tụ 300V
Thì dòng điện qua tụ có giá trị 2 căn 2 ampe. Viết biểu thức dòng điện qua tụ. Các em nhớ đây là mặt điện chỉ có tụ. Từ điện dung, từ tần số gốc, ta tính dung kháng trước. ZC bằng 1 trên C omega. Các em thay vào, ta sẽ có là 50 căn bằng. Đó là dung kháng. Bây giờ các em dựa vào, ta viết một biểu thức, ta cần phải có hai yếu tố. Một là y không, hai là phai ban đầu của nó. Về phai ban đầu, như các em biết, mặt điện chỉ có tụ thì y bao giờ ngăn u một góc bên trên hai, cho nên phi y bằng phi u cộng bi trên 2. Phi u để cho bi trên 6, kem cộng bi trên 2 nữa, vậy nó chính là 2 bi trên 3. Ta có phi y. Bây giờ ta tìm y không. Mà muốn tìm y không có dung kháng rồi, kem cộng phải có u không. Vì vậy ta phải dựa vào hệ thức độc lập. Hệ thức độc lập trong đó kem có u không bằng u không nhân xc, tức là bằng 50 căn 3 u không. Từ đó thì dựa vào hệ thức u tức thời trên u không bình cộng y tức thời trên y không bình bằng 1. Do sự quan hệ vuông pha giữa dòng điện và điện thế, trong trường hợp mạch điện chỉ có tụ, các em được sử dụng công thức nói trên. Các em thay vào, u tức thời 300, u cực đại bằng 50 căn 3 y không, y tức thời 2 căn 2 trên y không. Các em có một phương trình và biến số là y không. 300 căn 3, 300 các em chia 50 căn 3, các em có 300 chia 50 là 6, 6 chia căn 3 đó là 2 căn 3. 2 căn 3 các em bình lên là 12, 2 căn 2 các em bình lên là 12. Thì từ đó các em có y không bình. Là 20. Vậy y không là 2 căn 5. Ta có y không, ta có phi y, và các em có biểu thức y. Trong trường hợp mạch chỉ có tụ, trừ vào sự vuông pha của hai đại lượng dòng điện và điện thế, trong trường hợp mạch chỉ có tụ, thì trò chúng ta qua ví dụ số 2. Bây giờ cũng một mạch điện và phần tử có một cuộn cảm thuần, cho độ tiệm cảm và cho giá trị tức thời ở thời điểm T, điện áp và dòng điện, cho giá trị phi u cũng như tần số gốc omega. Hỏi biểu thức dòng điện. Nó gần giống như ví dụ 1 thầy mới trình bày. Đầu tiên các em tính cảm kháng L omega và bằng 50 ohm. Kế tiếp ta xác định phai ban đầu của dòng điện. Đối với mạch điện chỉ có cuộn cảm thì ngược lại y chặn với u bi trên 2, phi u bi trên 3 trừ bi trên 2, em có trừ bi trên 6. Bây giờ ta cần tính y không. Mà để tính y không, em phải dựa vào sự vuông pha của y và u qua hệ thức độc lập. Y trên y không bình cộng u trên u không bình bằng 1. Đồng thời mối quan hệ u không bằng y không nhân ZL tức là 50. Các em thay vào, y tức thời 2 trên y không, u tức thời 50 y không,
U tức thời trăm căn hai thêm chia U không là 5 U không bằng 1. Hai bình là 4, trăm căn hai trên 50 gắn căn hai căn hai, cái bình lên là 8, 8 cộng 4 12. Vậy y không bình bằng 12 nên y không bằng 2 căn 3. Có y không, có phi y, em viết được biểu thức y. Y bằng y không có omega t cộng cho phi y. Đó là đề thi 5/2010. Đó, các em thấy người ta sử dụng những cái bài toán ở mức độ thông hiểu. Học sinh chỉ cần nắm được sự vuông pha giữa dòng điện và điện áp trong trường hợp mạch điện chỉ có một phần tử. Tổng quát thì đi lại cái kiến thức mạch điện có tất cả các mạch điện, các phần tử RLC. Thì em thấy bước đầu tiên các em phải nắm công thức xác định tổng trở mạch Z bằng ZL trừ ZC bình cộng R. Quan hệ giữa điện áp của các phần tử trong mạch điện, nếu về giá trị tức thời kèm có U. Bằng giãn độ vector thì lúc đó kèm sang cái giá trị tức thời U. Kèm nhớ nè. Còn hệ thức điện áp thì kèm có U bằng K. Đó là điều em lưu ý. Và U mạch thì dùng cái cực này U mạch Y nhân Z. Đó. U R bằng Y nhân R, U L bằng Y nhân ZL, U C bằng Y nhân ZC. Và đây là công thức tổng quát. Nếu mạch chỉ có L R thì các em coi như C bằng 0. Nếu mạch chỉ có C R thì các em coi như L bằng 0. Mạch chỉ có L C thì các em coi như R bằng 0. Sử dụng tất cả các bài toán về mạch điện sơ chiều có các phần tử RLC. Điều quan trọng nữa đó là các em chú ý độ lệch pha của U so với Y được tính một công thức tan phi. Wow. Từ đây chúng ta nhận thấy nếu cảm lớn dung tan phi dương, vậy U nhanh phan Y. Bởi vì cái phi này là độ lệch pha của U so với Y. Nếu cảm lớn dung, lúc đó các em có U nhanh Y. Nếu cảm bé dung, U chậm Y. Nếu cảm bằng dung, phi bằng không, U Y cùng pha. Khi đó các em gọi thì nên hỏi là mạch cộng hưởng U Y cùng pha. Lúc đó các em thấy ZL bằng ZC, tổng trở mạch nhỏ nhất bằng R, và UR khi nó lớn nhất bằng U mạch. Đấy, những cái bài toán. Còn về pha thì cách vẽ thế này, các em vẽ Y UR bao giờ cùng pha với Y, UL UC bao giờ cũng chậm hơn U, UL bao giờ cũng nhanh hơn B trên 2 vector điều chỉnh. Khi đó các em cộng 3 vector đó lại thì cộng cặp ULR và tổng hợp với UC kèm ra U mạch. Và đây là góc lệch pha của U mạch so với trục dòng điện Y về mặt giãn độ vector resonance thầy biểu diễn như trên. Ta đi qua một số bài tập về mạch điện có các phần tử RLC. Thì mời các em xem qua ví dụ số 3. Ta có một mạch điện có hai phần tử RL, cho biểu thức điện áp hai đầu mạch, cho biểu thức dòng điện qua mạch, tính các phần tử của mạch điện. Đây, hai phần tử. Như vậy các em liên tưởng ta phải có hai phương trình, hai biến số. Đầu tiên, kiến thức đầu tiên các em có U0, Y0, ta có tổng trở. Và tổng trở mạch trong trường hợp chỉ có RL, Z bằng K
ghép L bình cộng R bình. U0 trên Y0 hoặc U0 chia Y0 kèm có 100 trên căn 2, 50 căn 2. Một phương trình hai biến số. Thứ hai, độ lệch pha của U so với Y qua công thức tan tổng quát ZL trừ ZC trên R. Không có C, C bằng 0. Như vậy chỉ có ZL trên R. Và đó là tan của góc pi trên 4 bằng 1. Vậy các em có hai phương trình ZL bình cộng R bình bằng 50 căn 2 bình và ZL trên R bằng 1. Từ đây các em suy ra, cảm kháng, suy ra điện trở lại. Đấy, rất là nhanh. ZL bằng R và đây là 2 R bình bằng 2 50 bình. Như vậy R bằng 50 ohm và ZL cũng bằng 50 ohm. Từ đây các em có được cái độ tiền cảm chỉ omega 1 trên 2 pi angry. Một cái đề thi đại học mà các em thấy nắm được các kiến thức cơ bản vận dụng vào thì các em giải rất là nhanh. Thứ nhất, công thức xác định tổng trở. Thứ hai, độ lệch pha của U so với Y. Từ đó các em đưa về hai phương trình hai biến số với các thông số điện trở và cảm kháng của mặt điện. Thầy trò chúng ta qua ví dụ số 4. Ở ví dụ số 4 này, thầy muốn giới thiệu các em cái phương pháp dùng để giải toán mạch điện, đó là giãn độ vector. Để cho chúng ta một cuộn dây nối tiếp với một tụ điện. Chỉ nói cuộn dây, như vậy cuộn dây thì độ tiện cảm chắc chắn rồi. Và cuộn dây trên thuần cảm hay không thuần cảm? Nếu cuộn dây thuần cảm, như các em biết U hai độ dây nhanh phan ly pi trên 2 chứ không phải pi trên 3. Cho nên từ điều kiện này em đã suy ra được RH cuộn dây có trở. Đấy. Và đồng thời U hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng cân 3 lần U hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Hỏi độ lệch pha của U dây so với U mạch. Đặt bài toán trên. Nếu dùng đại số thì rất là dài. Ở đây các em dùng giãn độ vector. U dây như ta phân tích có R khác không? Cho nên thì vẽ UR, thì vẽ UL để thầy có hình ảnh U dây. Đấy. Y cũng chính là UR cùng pha nhau. Và góc này đi trên bàn. Đó. U dây mà cộng với UC thì các em sẽ có U mạch. Ta nối là thành hình bình hành theo quy tắc cộng vector. Đó. Và đồng thời để cho biết cái UC này nó bằng U dây căn 3. Độ dài này chính là U dây. Vậy ta hỏi góc lệch pha giữa U dây so với U mạch. Đó. Từ cái bài toán vật lý bằng phương pháp giãn độ vector Resnick ta đưa về bài toán hình học. Các đại lượng mạch điện thì biểu diễn các vector. Các vector và các hình độ dài trình vẽ. Đó, các em nhớ UL cộng UR cộng UC bao giờ cũng bằng vector U mạch. Mà UL cộng UR trong trường hợp này chính là U dây. Ta thấy sin pi trên 3 bằng căn 3 trên 2 bằng đối trên quyền. Cạnh đối này trên cạnh quyền. Cái độ dài này chính là UC, còn cái đoạn này là UL. Sin bằng đối trên quyền.
Dạ bạn. Ở trên u dây bằng sin pi trên 3 bằng căn 3/2 thì rút ra vậy UL bằng u dây căn 3/2. Cả độ dài này u dây căn 3, một nửa độ dài này u dây căn 3/2. Như vậy các em thấy đường cao này cũng là đường trung tuyến, mà đường cao cũng là đường trung tuyến nên đó là tam giác cân. Mà tam giác cân thì đường cao cũng là đường phân giác, do đó góc dưới này cũng bị trên 3. Từ nó các em suy ra độ lệch pha của vùng dây sau khi mà 20/3. Các em thấy về mặt giãn đồ rất nhanh. Từ bài toán vật lý ta đưa về bài toán hình học, các em biểu diễn bằng giãn đồ vector. Ta vẽ u dây sau khi chứng minh được vùng dây có trở, vì cái độ lệch pha của dây so với y lúc bấy giờ không phải bằng π/2 mà là π/3, cho nên ta vẽ giãn đồ ra. Thông số ghi trên bảng góc lệch pha u dây và y π/3, và đồng thời uc bằng căn 3 u dây. Các em tính UL bằng u dây căn 3/2 qua tỉ số lượng giác sin. Và ta nhận xét như vậy cạnh này gấp đôi cạnh này, đường cao cũng là đường trung tuyến nên nó là tam giác cân, suy ra là đường phân giác, góc trên bằng góc dưới bằng π/3. Đó chính là góc hợp bởi u dây và vùng mạch 20/3. Bài toán giải bằng giãn đồ vector rất nhanh. Từ bài toán vật lý các em đưa về bài toán hình học. Mời các em qua ví dụ số 5. Các em có mặt RLC nhìn vẽ chia làm 3 phần AM, MN, NB. Mỗi một phần mạch chứa một phần tử cuộn dây thông thuận, cuộn dây thuần cảm, điện trở R và tụ C. Cho các điện trở cảm kháng, dung kháng. Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn AN 80 căn 3 V, thì điện áp tức thời hai đầu đoạn MB 60 V, tìm giá trị cực đại. Đây là bài toán khó, không phải bài toán dễ. Từ giá trị tức thời mà ta tìm y không? Tại vì nguyên tắc các em có R, có L, có C, các em tính được tổng trở. Muốn tìm y không, các em cần phải có U0 hoặc U0N hoặc U0MB. Vậy ta làm sao ta tìm được giá trị cực đại của điện áp? Các em xem từ các thông số người ta cho R 50 ohm, cảm kháng 50 căn 3, dung kháng 50 căn 3 trên căn 3 bằng giãn đồ vector. R với L chính là đoạn AN. M với B là R và C. Các em nhận xét thế này, cảm kháng là tương ứng đoạn này, dung kháng là đoạn tương ứng UC, và đường cao này UR chính là R. Ta thấy ZL nhân ZC 50 căn 3 mà nhân 50 trên căn 3 50 bình chính bằng R. Tích hai hình chiếu của hai cạnh một tam giác lên cạnh còn lại bằng bình phương đường cao, thì về hệ thức lượng tam giác các em biết đây chính là tam giác vuông và UR là đường cao, cạnh quyền là UL và UC, UN và UMB
là hai cạnh của một tam giác vuông. Đó, từ các thông số trên tên rút như nhận xét gì trên. Đó, thì nói lại, từ giết L nhân giết C bằng R bình. Nên về hệ chất lượng tam giác vuông, các em có đây là tam giác vuông. Trong đó UAN và UMB là hai cạnh của tam giác vuông đó. Và UR là đường cao của tam giác vuông. Dạ. Sau khi ta biết nó vuông, có nghĩa là UN vuông pha UMB, các em sử dụng hệ thức hai đại lượng vuông pha. Trong đó U0N bằng Y0 nhân tổng trở AN, mà AN là gồm có L và R, nên tổng trở AN bằng căn bậc 2 ZL bình cộng R bình. Thì các em có 50 căn 3 bình cộng 50 bình bằng 100 ohm. Và tương tự U0MB bằng Y0 nhân tổng trở MB. MB gồm có R và C. R 50, ZC 50 căn 3, các em bình nó lên. Vậy các em có 100 trên căn 3. Thay vào đây, UN 80 căn 3 trên cho 100 y0. UMB 60 V trên 100 căn 3 thì lên trên. Đấy. 60 bình cộng cho 80 bình là 100 bình. Trên 100 bình mất. Như vậy Y0 bình bằng căn 3 bình. Nghĩa là Y0 bằng căn 3. Rất nhanh. Và ra cái đáp án Y0 bằng căn 3 bình. Đó, các em thấy bài toán trên khó. Nhưng bằng cách nhận xét quan hệ các đại lượng trong mạch, từ giãn độ vector resonance, cái suy ra quan hệ về pha, từ quan hệ vuông pha, các em nhớ tới hệ thức độc lập. Thay vào, ta có giá trị Y0 cộng thì các em xem kỹ cho ví dụ số 5 này. Ví dụ 6, thầy cũng giới thiệu các em bài toán mà ta dùng giãn độ vector resonance. Thầy tóm tắt về dữ kiện: U2 đầu mạch 120V hiệu dụng, dòng hiệu dụng 1.2A cho ta tổng tần số. Mạch gồm RLC. U2 đầu mạch nhanh pha U2 đầu RC góc 29.3. Và U hiệu dụng 2 đầu RC cũng bằng 120V. Hỏi giá trị hiệu dụng U2 đầu điện trở. Thêm xem giãn độ để vẽ UR, UC. Để ta có hình ảnh URC vector và đường chéo của hình bình hành đó. Và UL trên cộng lại để ra vector U mạch. U dụng mạch 120, U dụng RC 120 và góc này là 20/3. Hỏi UR. Ta có Y. Rồi các em thấy thế này, từ cái giãn độ trên tới em có tam giác cân, mà tam giác cân thì đường cao UR cũng là đường phân giác, mà góc tạo bởi U và URC 20/3 thì suy ra mỗi góc bằng nhau bằng 20/3. Vậy thì lại các em tính được cái UR theo U mạch qua công thức cos. Cos 20/3 bằng UR trên U mạch. Từ đây các em suy ra UR bằng U mạch
là 120, cos 3/3 là 1/2 và bằng 60 vuông. Từ đó các em có luôn giá trị điện trở R. Nếu đề hỏi RLC ta tính được hết tất cả, ta qua giá trị dòng điện hiệu dụng rồi. Cho nên biết điện áp em suy ra trở, điện trở cũng như dung kháng cũng như cảm kháng của mạch điện nội trình. Ở ví dụ 7 thì trích ra từ cái đề thi của một trong những trường trung học nổi tiếng cả nước. Mạch RLC ô hiệu dụng hai đầu mạch không đổi 60 V. Ban đầu vị thức dòng điện trong mạch có như vậy. Sau đó người ta nối tác tụ C đi, mạch chỉ còn RL, thì vị thức dòng điện trong mạch có dạng như trên. Hỏi vị thức U hai đầu mạch như thế nào? Kem nhận xét có đầy đủ RLC hay khi không có C chỉ có RL, y không như nhau, mà U hai đầu mạch không đổi 60 V hiệu dụng, cho nên tổng trở sẽ không đổi. Tổng trở không đổi cho nên thầy sẽ có khi nó tác trục C, mạch chỉ có L và R. Đấy. Từ đó ta có cái gì? ZL trừ ZC bình bằng ZL bình. Cái mở bình phương ra thì có hai trường hợp. ZL trừ ZC bằng ZL và ZL trừ ZC bằng trừ ZL hay ZC bằng 2ZL. Đó. Vì ZC không có bằng 0, ZC bằng 2ZL. Các em chú ý điều gì ở trên đó. Vậy thì từ cái y như nhau, y cực đại như nhau, mà cái u như nhau, tổng trở như nhau, cho nên có thể nói cái độ lệch pha của u so với y trong hai trường hợp trên bằng nhau. Các em thấy nè, tăng phi 1 mà ZC bằng 2ZL trừ ZL thì được. Tan phi 2 kèm thấy tan phi 1 bằng trừ tan phi 2. Cho nên đấy, mà phi 1 phi 2 đổi gió luôn. Từ đó thì có phi u. Bảy bi trên 12 cộng cho trừ bi trên 12 là 6 bi trên 12. Các em chia cho 2 là bi trên 4. Phi u bi trên 4. Vậy thì bây giờ chỉ còn tìm phi u không, tôi có luôn rồi. U hiệu dụng 60 V, vậy U không à, từ đó các em có vị thức U. Đó, các em quay cái bài cho các em thấy thay đổi các phần tử mạch điện. Đầu tiên có C, sau đó không có C, nhưng cái y cực đại như nhau, ta nhận xét tổng trở như nhau để ta rút ra được ZC bằng 2ZL. Từ đó ta nhận xét được pha. Vậy pha của dòng điện so với điện áp, điện áp trong hai trường hợp trên đối giống nhau, bằng nhau về độ lớn nhưng đối giống nhau. Từ đó các em suy ra pha của điện áp, tính theo pha I1 và pha I2. Đây là bài toán khó, các em chú ý bài toán nhất trình. Tóm lại, qua cái bài toán điện đầu tiên, cũng do cái sự hạn hẹp thời gian của chương trình, cho nên thầy cố gắng cô lại trong 7 ví dụ như trên. Cơ bản một phần tử, hai phần tử, quan hệ điện pha với điện áp và dòng điện thể hiện trong các bài toán như thế nào, và đặc biệt phương pháp giảng độ vector Rankine. Từ bài toán vật lý ta đưa về bài toán hình học, các đại lượng vật lý thể hiện qua hình học là độ dài các cạnh. Và các em chú ý, điện áp tương ứng là các trở, góc lệch pha
chính là gốc của các cạnh hợp với nhau trên vẽ của U so với Y, của điện áp phần tử này so với điện áp phần tử khác, tùy vào sự phong phú của bài toán điện các em áp dụng trên tất cả những cái cơ bản nói trên. Thì mong các em coi kỹ lại bài ví dụ nói trên để vận dụng vào những bài toán phân hóa và vận dụng cao. Mong các em có được kết quả học tập tốt. Chào các em.